Mạnh ơi, Mạnh giấy cô Thủy ra đi. 1, 2, 3 giấy nào, đu đi. Đu ra, 1, 2, 3, đu Mạnh vào. Đu đi, tất cả du ra. Du ra đi, tất cả du ra, Mạnh du ra. Trọng du ra đi. Đấy, nào đuổi đi. À, được rồi, nữa đi. Đấy đi, Thái Linh đấy ra. Đấy ra, đấy ra đi. Ôi trời ơi. Mạnh giấy ra đi. Mạnh giấy ra đi. Mạnh giấy ra đi. Ôi đây nhờ người bơi chưa này. Thầy anh ơi, quay vào đây đi thầy anh. Kệ. Bơi đi. Rồi 1, 2, 3, 4. Ơ lên cứu mẹ đó, Hải Ninh nhá. Báo mẹ Hải Ninh nhá. Bỏ tay Hải Ninh ra. Rồi bơi đi. Bơi đi, để quay vào. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Cần gì cua hết tay lên nó chả nổi. Nó chìm hết được người xuống đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Oishi. Rồi bây giờ anh Mạnh chọn nào. Rồi rồi bám vào anh Mạnh đi. Anh Mạnh bám vào cái phao kia. Đấy xong Hải Ninh bám vào anh Mạnh cho đi. Rồi anh Mạnh đã rủ Hải Ninh ra giữa rồi. Rồi đấy. An ơi, ăn vào đây đi. An với sao vậy? Rồi, Hải Ninh đã bị ra giữa rồi. Hai phao đây kìa. Rồi. Rồi, hai anh đã hộ tống cho bạn bà Lucy của chúng ta để sang bên kia. Sang đi, sang vào bên kia đi. Rồi vậy là bạn bói xin của chúng ta đã ra đi gần giữa này, gần sang bên kia rồi. Đấy. Rồi bạn bói xin của chúng ta đã cam đảm bơi sang bên kia rồi kìa. Rất là xa rồi, phóng zoom to đấy nhá. À, bố đang zoom bạn bọn nó xìa ở ngoài xa kìa. Mới vào trong kia cho giọt đi. Mới vào trong mát đi, bơi vào trong kia đi. Vậy là hai anh hộ tống được bạn bờ si vào đến bờ bên kia rồi. Bây giờ đến Nân Hải An bơi nhá. Vào chưa? Vào đến bờ bên kia chưa? Rồi vậy là đã sang nơi an toàn rồi nhá. Rồi bây giờ quay lại đến bạn Hải An nhá. Để bố vào anh Mạnh đón Hải An sang nhá. Ồ các bạn ơi, càng ngày càng có rất là nhiều các anh chị đến bơi rồi. Càng ngày càng nhiều thêm rồi. Kìa kìa, một anh nữa đang chuẩn bị gieo mình. Ghê chưa? Rồi anh Mạnh sắp về đến đây rồi. Lần này anh Mạnh sẽ cho Hải An sang bên kia nhá. Anh Mạnh mệt chưa? Anh Mạnh vào đây nghỉ ngơi một tí cho Hải An sang bên kia nhá. Cao này rất là rộng và rất là to luôn. Rồi anh Mạnh đã sang đây rồi. Anh Mạnh bơi vòng này là vòng thứ 5 rồi đấy. Rồi anh Mạnh đợi một tí nhá, đợi một tí xong rồi mang cả phao này đi mà hộ tống Hải An sang bên kia nhá.
An ơi, An ra để cho mẹ Thủy bơi nào. Bơi đi. Đi bơi đi. Đấy đi, đấy ra đi. Đúng rồi, phải đùn ra. Chết rồi, nguy hiểm quá. Kia, cứu, kia, cứu. Đạp anh đi, đạp anh đi. Đạp anh đi, đạp anh đi. Bơi mà toàn dẫn núi lại sau này. Chưa, Mạnh ơi, Mạnh tẹo hộ tống cho em Hải An sang đấy vậy. Bơi người ta bơi đi, bơi vào. Lại bơi, bơi cứ lùi lùi đằng sau. Vào, ui rồi, đám mạnh vào, cố lên. Cố lên, vào, 1, 2, 3, cố lên. Đám mạnh vào, không vào được là chết đuối giờ, nhanh. Nhanh lên, mạnh lên, cố lên kìa. Cố lên. Ôi, cố lên kìa, ui rồi, vào rồi. Rồi. Ném mạnh lên. Ném ra. Để cho. Ôi. Kìa, anh Mạnh đang hộ tống bạn Hải An ra gần đến nơi kìa. Rồi, cố lên. Hộ tống em đi nhá. Rồi, hộ tống em sang đi. Rồi. Cho em bám vào phao bơi và hộ tống sang. Rồi đấy, bám chặt vào. Hộ tống sang bên kia. Ghê chưa, bạn Hải An chưa biết bơi mà được hộ tống sang hẳn bên kia kìa. Sang đi. Anh Mạnh cố cứu em sang đấy nhá. Đây kìa, các bạn thấy chưa, bên này rất, từ bên này sang bên kia rất là xa luôn. Và bạn Hải An đã sang gần đến nơi rồi đấy. Rồi chưa? Rồi, vậy là bạn Hải An đã sang bên kia rồi. Rồi anh sẽ qua bên kia để quay các bạn nhỏ bên đấy nha. Rồi, các bạn nhỏ kia đều sang qua đường ao hết. Còn chỉ còn hai đồng chí này nhát quá, không dám sang và phải đi vào đường bộ sang các em ạ. Các bạn thấy này, một đồng chí rất là to và đồng chí to nhất và đồng chí bé nhất là không dám sang các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ theo hai đồng chí vừa to vừa nhỏ này để sang bên kia nhá. Sang bên kia mình sẽ quay ở bên kia tiếp tục các anh chị ở bên kia nữa. Bạn Gato đội mũ vào ông nắng nào con. Rồi các em ơi, bây giờ anh đã qua đến bên này rồi và các bạn nhỏ của chúng ta đã sang đến bên này rồi. Xuống đi. Kia anh nào kia, anh Mạnh à? Ai mà không bơi được thì bám vào cái cột kia nhá, có cái cọc ở kia kìa. Rồi, anh Trọng bây giờ lội người được rồi kìa. Mạnh bơi 4-5 vòng rồi. Thôi bây giờ nghỉ ngơi đi. Bám vào đây. Anh Mạnh em bám vào đây này, có cái bám này. Người ta câu kìa. Đấy, mạnh bám vào đây. Ông sang bên kia câu ông. Rồi anh Mạnh đã lên để giở kính rồi. Rồi bây giờ mình quay lại đến các bạn nhỏ đây nhá. Rồi. Bơi đi, bơi giống anh kia đi kìa. Hà Ninh ơi, bơi về kia không? Không về đây, các bác cái câu không về đây, đi bơi về kia nhanh con. Bơi về kia, tất cả bơi chung về kia nhá. À được rồi, bây giờ bác không cầu nữa rồi, đi đi. Bơi đi. Ôi, làm gì đấy? Ôi, anh nhảy á. Ôi, các bạn nhìn xem anh Mạnh nhảy này. 1, 2. Khéo nhờ một phát, bù. Chìm luôn. Kinh chưa? Đây là Hải An phao kém nhất mà còn bơi lên này đấy. Hải An đã phao kém nhất bơi, kinh chưa? Đấy, bơi giống anh kia, anh kia bơi giỏi đấy.
Ôi đâu rồi? À đây rồi. Ồ các bạn ơi nhìn kìa. Rồi các bạn đã bơi vào câu ao rồi. Rồi rất là nhiều người đã bơi vào câu ao rồi, mình chung qua câu ao nhé. À các bạn thấy anh ấy bơi giỏi chưa? Không cần phao luôn này. Đấy.